Nay Mỹ Tho laptop triển khai hạ tầng cho hệ thống online nha các bạn. Đây là con máy chủ G450 của Dell. Đang chạy chip Xeon Silver 4310. Dual Xeon 32x64 luồng và RAM đang trang bị là 256GB nha. Dell G450, đây là máy chủ hạ tầng điện toán đám mây đang chạy trên bộ vi xử lý Intel Silver 4130 nha. Đây là những con máy chủ, nó cũng không có gì đặc biệt so với những cái con máy tính bình thường. Điều đặc biệt của những con máy chủ này là đa nhân đa luồng và số RAM rất là lớn nha. Như các bạn có thể thấy là bây giờ mình đang chạy hai con Xeon 4130 dòng Silver, mang số nhân số luồng lên đến 32x64 luồng nha. Và RAM mặc định đang gắn là chỉ mới là 256GB thôi, chúng ta còn chống tới 12 slot RAM lận. Thì những cái con máy chủ này các bạn có thể gắn thoải mái lên 1T hoặc là 2T RAM nha. Có khả năng là chạy được như thế luôn. Hạ tầng điện toán đám mây các bạn có thể chạy được website, các app livestream, một số app đặc thù của chuyên ngành. Thì chiếc máy này nó có một tác dụng quan trọng là sẽ chạy hệ thống website của Mỹ Tho laptop, website thu mua và một số site vệ tinh cũng như là những cái ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây của Mỹ Tho laptop nha các bạn. Kích thước thì khá là nhỏ gọn, các bạn có thể thấy là kích thước 1U của dòng 2022 hiện nay nó đã mỏng hơn rất là nhiều so với những dòng 1U đời trước nha. Ở đây chúng ta có hai cái ổ cứng shaft của Dell là 2T, tốc độ cao để chạy hệ điều hành. Hai cái ổ cứng 12T của Western Digital để chạy data nha. Thì bốn cái ổ cứng này sẽ chạy ở chế độ GET1, có nghĩa là để backup an toàn thông tin, đặc biệt là dữ liệu khách hàng, thì vừa có backup on-site và backup off-site nha. Đó, hệ thống máy chủ chúng ta đơn giản. Đây là một rack U của server nha. Một hệ thống lớn thì chúng ta sẽ trang bị rất là nhiều rack 1U thế này để nâng cái băng thông cũng như là hiệu suất hoạt động của máy chủ nó cao hơn. Đây là cụm quạt, đây là cụm RAM, hai CPU nha. Bộ nguồn đang được trang bị là nguồn module 1200W. Rồi, clip này mình chỉ giới thiệu cơ bản để các bạn tham khảo thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này.